Trong Thanh Văn Thừa, có chỗ Thế Tôn nương các hành hiển thị ký biệt đạo lý không khác cũng chẳng phải không khác, như nói bí xô, thủ chẳng phải tức là uẩn, cũng chẳng lìa uẩn. Trong đây dục tham gọi là thủ, lỗi nếu cho là không khác. Được phỉ báng trong uẩn, pháp thiện vô ký không thành tịnh, lỗi nếu cho là khác, tức ở trong các thủ tánh thường tăng thêm không được thành tịnh. Như đạo lý tướng và chân như không khác, chẳng phải không khác, thì danh phân biệt chánh trí và chân như nên biết cũng vậy. Hỏi tướng và chánh trí nên nói là khác hay không khác? Đáp, như tướng và phân biệt đều không thể nói. Hỏi danh và phân biệt nên nói là khác hay không khác? Đáp, nên nói là khác. Hỏi danh và chánh trí nên nói là khác hay không khác? Đáp, nên nói là khác. Hỏi phân biệt và chánh trí nên nói là khác hay không khác? Đáp, nên nói là khác. Hỏi tướng có tướng thế nào? Đáp, tướng sở hành phân biệt. Hỏi danh có tướng thế nào? Đáp, tướng nương tựa lời nói bản luận. Hỏi phân biệt có tướng thế nào? Đáp, tướng là tướng sở hành. Hỏi chân như có tướng thế nào? Đáp, tướng sở hành của chánh trí. Hỏi chánh trí có tướng thế nào? Đáp, chân như là tướng sở hành. Hỏi tướng có tướng hành thế nào? Đáp, tướng đây có chủng chủng tướng hành, vô lượng tướng hành. Do nương phân biệt nên có chủng chủng vô lượng tướng hành, tướng sắc, tướng tâm, tướng tâm sở hữu, tướng tâm bất tương ứng hành, tướng vô vị, tướng uẩn, tướng giới, tướng xứ, tướng duyên khởi, tướng xứ phi xứ, tướng căn, tướng đế, tướng niệm trụ, tướng chánh đoạn, tướng thần túc, tướng căn, tướng lực, tướng giác tri, tướng đạo tri, tướng dấu tích hành, tướng dấu tích pháp, tướng samatha, tướng tỷ bác xá na, tướng cử, tướng xả, tướng duyên, tướng nương, tướng điện, tướng thủy, tướng hỏa, tướng phong, tướng không, tướng thức, tướng thế giới này, tướng thế giới khác, tướng mặt trời, tướng mặt trăng, tướng địa ngục, tướng bảng xanh, tướng ngạ quỷ, tướng người, tướng chúng, tứ đại vương thiên, tướng tam thập tam thiên, tướng dạ ma thiên, tướng đồ sử đa thiên, tướng lạc hóa thiên, tướng tha hóa tự tại thiên, tướng sở tịnh lự, tướng đệ nhị tịnh lự, tướng đệ tam tịnh lự, tướng đệ tứ tịnh lự, tướng không vô biên xứ, tướng thức vô biên xứ, tướng vô sở hữu xứ, tướng phi tưởng phi phi tưởng xứ, tướng khởi, tướng tận, tướng hữu, tướng phi hữu, tướng tạp nhiễm, tướng thành tịnh, tướng kiến văn giác tri, tướng đã đắc tầm cầu, tướng tâm tùy tầm tứ. Hết thảy loại như vậy có vô lượng tướng khác biệt. Lại có sáu tướng: một, tướng hữu tướng, sở hữu tướng phân biệt hiểu rõ sự danh; hai, tướng vô tướng, sở hữu tướng phân biệt không sự danh; ba, tướng hẹp nhỏ, sở hữu tướng phân biệt sự dục giới; bốn, tướng rộng lớn, sở hữu tướng phân biệt sự sắc giới; năm, tướng vô lượng, sở hữu tướng phân biệt sự không vô biên, thức vô biên xứ và vô sắc giới; sáu, tướng vô sở hữu tướng phân biệt sự vô sở hữu xứ và vô sắc giới. Lại có năm tướng khác: một, tướng tướng; hai, tướng danh; ba, tướng phân biệt; bốn, tướng chân như; năm, tướng chánh trí. Lại có hai tướng khác: một, tướng bản tánh, là tướng được tạo thành do phân biệt trước sanh khởi và tướng sanh khởi; hai, tướng ảnh tượng, là tướng do biến kế phát khởi, thắng giải hiển hiện, chẳng phải trụ bản tánh. Hỏi danh có tướng hành thế nào? Đáp, do thế lực của tướng mà danh cũng có chủng chủng vô lượng tướng hành. Nếu nói lược có 12 chủng: một, danh giả thiết; hai, danh thật sự; ba, danh tương ứng đồng loại; bốn, danh tương ứng dị loại; năm, danh tùy đức; sáu, danh giả lập; bảy, danh cũng biết; tám, danh chẳng phải cũng biết; chín, danh hiển rõ; mười, danh không hiển rõ; 11, danh chung; 12, danh riêng. Hỏi phân biệt có tướng hành thế nào? Đáp, do thế lực của tướng danh nên phân biệt cũng có vô lượng chủng chủng tướng hành. Nếu nói lược nên biết có 7 chủng: 1, phân biệt hữu tướng; 2, phân biệt vô tướng; 3, phân biệt nhậm vận ở nơi cảnh giới; 4, phân biệt tầm cầu; 5, phân biệt tướng sát; 6, phân biệt nhiễm ô; 7, phân biệt không nhiễm ô. Hỏi chân như có tướng hành thế nào? Đáp, tướng hành của tướng đây không thể nói. Hỏi chánh trí có tướng hành thế nào? Đáp, nếu chánh trí xuất thế gian thì tướng hành của tướng đây cũng không thể nói. Nếu chánh trí thế gian xuất thế gian có nắm lấy tướng hành an lập đế,
lại hoặc tướng hoặc ảnh tượng hoặc hiển hiện hoặc hữu hoặc hí luận hoặc thân hoặc hữu vi hoặc từ sở tạo hoặc duyên sanh, hết thảy loại như vậy là tướng sai biệt, hoặc sanh hoặc tưởng hoặc thi thiết hoặc giả ngôn thuyết hoặc thế tục hoặc giả lập hoặc ngôn luận, hết thảy như vậy là danh sai biệt, hoặc phân biệt hoặc tư duy hoặc biến kế hoặc tà đạo hoặc tà hạnh hoặc vượt dòng hoặc nắm giữ bất chánh, hết thảy loại như vậy là phân biệt sai biệt. Hoặc chân như hoặc thật tánh hoặc đế tánh hoặc điên đảo tánh hoặc không điên đảo tánh, hoặc vô hí luận giới hoặc vô tướng giới hoặc pháp giới hoặc thật tế, hết thảy như vậy là chân như sai biệt. Hoặc chánh trí hoặc chánh tuệ hoặc chánh giác hoặc chánh đạo hoặc chánh hạnh hoặc chánh lưu hoặc chánh thủ, hết thảy loại như vậy là chánh trí sai biệt. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu sắc, bao nhiêu tâm, bao nhiêu tâm sở hữu, bao nhiêu tâm không tương ứng hành, bao nhiêu vô vi? Đáp: tướng thông cả năm chủng, danh duy chỉ có tâm không tương ứng hành, phân biệt chánh trí thông tâm và tâm sở hữu, chân như chỉ có vô vi. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu nhiếp thuộc uẩn, bao nhiêu không nhiếp thuộc uẩn? Đáp: ba nhiếp thuộc uẩn, tướng nhiếp thuộc, không nhiếp thuộc, chân như không nhiếp thuộc. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu nhiếp thuộc giới xứ, bao nhiêu không nhiếp thuộc giới xứ? Đáp: tất cả đều nhiếp thuộc giới xứ. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu nhiếp thuộc duyên khởi, bao nhiêu không nhiếp thuộc duyên khởi? Đáp: ba nhiếp thuộc duyên khởi, tướng nhiếp thuộc, không nhiếp thuộc, chân như không nhiếp thuộc. Như nhiếp thuộc duyên khởi thì nhiếp thuộc xứ phi xứ, nhiếp thuộc căn cũng vậy. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu nhiếp thuộc đế, bao nhiêu không nhiếp thuộc đế? Đáp: đế có hai chủng là an lập đế và phi an lập đế. An lập đế là bốn thánh đế, phi an lập đế là chân như. Trong đây ba nhiếp thuộc an lập đế, tướng cũng nhiếp thuộc, cũng không nhiếp thuộc. Chân như chỉ có nhiếp thuộc phi an lập đế. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu nhiếp thuộc nhân duyên, bao nhiêu nhiếp thuộc đẳng phu gián duyên, bao nhiêu nhiếp thuộc sở duyên duyên, bao nhiêu nhiếp thuộc tăng thượng duyên? Đáp: tướng nhiếp thuộc tất cả duyên, danh không nhiếp thuộc đẳng vô gián duyên, phân biệt chánh trí nhiếp thuộc bốn duyên, chân như chỉ nhiếp thuộc sở duyên duyên. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu nhiếp thuộc ý pháp, bao nhiêu ý nghĩa, bao nhiêu ý kỉnh liễu nghĩa, bao nhiêu ý trí? Đáp: tướng nhiếp thuộc ba ý, danh chỉ nhiếp thuộc ý pháp như tướng phân biệt cũng vậy. Sở hành trần như trí nhiếp thuộc ý nghĩa, chánh trí chỉ nhiếp thuộc ý trí. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu hữu sắc, bao nhiêu vô sắc? Đáp: tướng thông hai chủng, phân biệt chánh trí chỉ là vô sắc, danh và chân như đều chẳng phải hai chủng, vì là giả có, vì không thể nói. Như hữu sắc vô sắc thì có đối ngại, không đối ngại, có thể thấy, không thể thấy cũng vậy. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu hữu lậu, bao nhiêu vô lậu? Đáp: tướng thông hai chủng, danh phân biệt là hữu lậu, chân như chánh trí là vô lậu. Chân như về nghĩa sở duyên lậu tận nên gọi là vô lậu, vì chẳng phải nghĩa tướng lậu tận, chánh trí về nghĩa đối trị đắc lậu tận nên gọi là vô lậu. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu hữu vi, bao nhiêu vô vi? Đáp: tướng thông hai chủng, ba sự là hữu vi, chân như chỉ là vô vi, vì nghĩa sở duyên các hành tịch tĩnh, vì chẳng phải nghĩa tướng tịch tĩnh. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu hữu chánh, bao nhiêu vô chánh? Đáp: tướng thông hai chủng, danh phân biệt chỉ là hữu chánh, chân như chánh trí chỉ là vô chánh. Như hữu lậu vô lậu trong đạo lý đây nên biết cũng vậy, như hữu chánh vô chánh thì hữu ái vị vô ái vị, nương đam mê vui thích, nương ra khỏi xa lìa nên biết cũng vậy. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu thế gian, bao nhiêu suất thế gian? Đáp: ba là thế gian, chân như là suất thế gian, chánh trí một phần duy trì suất thế gian, một phần thông thế gian suất thế gian. Chân như vì nghĩa sở duyên tất cả nguồn thuyết hí luận tịch tĩnh nên gọi là xuất thế gian, vì chẳng phải nghĩa tướng vượt quá nguồn thuyết hí luận. Như thế gian xuất thế gian thì nhiếp đọa, nhiếp chẳng phải đọa nên biết cũng vậy. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu nội, bao nhiêu ngoại? Đáp: tướng thông hai chủng, danh chỉ là ngoại, phân biệt nhiếp thuộc sanh nên thông cả hai chủng, chân như không thuộc hai chủng, như phân biệt chánh trí cũng vậy. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu thô, bao nhiêu tế? Đáp: ba thông hai chủng, chân như chỉ có tế, vì nghĩa khó nhận biết, vì chẳng phải nghĩa tướng giảm dần cho đến cực thâu tóm, chánh trí chỉ có tế, vì nghĩa hành tế. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu liệt, bao nhiêu thắng? Đáp: ba thông hai chủng, chân như chỉ có thắng, vì nghĩa sở duyên thành tịnh,
vì chẳng phải nghĩa tướng từ hạ liệt đến thắng tiến, tránh trí chỉ là thắng vì chân như là nghĩa sở hành. Hỏi năm sự như vậy bao nhiêu xa bao nhiêu gần? Đáp: tướng do xứ xa, thời xa nên đều thông hai chủng. Danh phân biệt tránh trí do thời xa nên đều thông hai chủng. Chân như do cả hai nên đều chẳng phải hai chủng, ví dụ vô vi vậy. Hỏi năm sự như vậy bao nhiêu có chấp thọ bao nhiêu không chấp thọ? Đáp: tướng thông hai chủng. Danh phân biệt tránh trí không chấp thọ, chân như đều chẳng phải hai chủng. Hỏi năm sự như vậy bao nhiêu đồng phận bao nhiêu đồng phận kia? Đáp: tướng thông hai chủng, còn lại chẳng thuộc hai chủng, bởi chỉ nương các căn hữu sắc mà kiến lập đồng phận kia. Hỏi năm sự như vậy bao nhiêu nhân bao nhiêu chẳng phải nhân? Đáp: bốn là nhân, chân như chẳng phải nhân, như nhân chẳng phải nhân, thì quả chẳng phải quả, có nhân chẳng phải có nhân, có quả chẳng phải có quả cũng vậy. Hỏi năm quả như vậy bao nhiêu là dị thục, bao nhiêu chẳng phải là dị thục? Đáp: tướng thông hai chủng, danh chẳng phải dị thục, phân biệt thông hai chủng, chân như đều chẳng phải hai chủng, tránh trí chẳng phải dị thục. Hỏi năm sự như vậy bao nhiêu có dị thục, bao nhiêu chẳng phải có dị thục? Đáp: tướng thông hai chủng, danh chẳng phải có dị thục, phân biệt thông hai chủng, chân như đều chẳng phải hai chủng, tránh trí nhất định chẳng phải có dị thục. Hỏi năm sự như vậy bao nhiêu có sở duyên, bao nhiêu không sở duyên? Đáp: tướng thông hai chủng, danh không sở duyên, phân biệt và tránh trí đều là có sở duyên, chân như đều là chẳng phải hai chủng. Như có sở duyên không sở duyên thì tương ưng không tương ưng, có hành không hành, có y không y cũng vậy. Hỏi năm sự như vậy bao nhiêu hữu thượng, bao nhiêu vô thượng? Đáp: bốn hữu thượng, chân như vô thượng, về nghĩa sở duyên vô vi thành tịnh. Hỏi năm sự như vậy bao nhiêu quá khứ vị lai hiện tại, bao nhiêu chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại? Đáp: bốn thông ba chủng, chân như chẳng phải ba chủng. Hỏi năm sự như vậy bao nhiêu hệ buộc dục giới, bao nhiêu hệ buộc sắc giới, bao nhiêu hệ buộc vô sắc giới, bao nhiêu không hệ buộc? Đáp: ba thuộc hệ buộc dục giới, hệ buộc sắc giới, hệ buộc vô sắc giới cũng vậy. Tránh trí một chủng, hoặc chỉ xuất thế gian là không hệ buộc, hoặc thế gian xuất thế gian thông cả hệ buộc không hệ buộc, chân như đều chẳng phải hai chủng. Hỏi năm sự như vậy bao nhiêu thiện, bao nhiêu bất thiện, bao nhiêu vô ký? Đáp: tướng và phân biệt thông ba chủng, danh duy chỉ vô ký, chân như duy chỉ thiện, về nghĩa sở duyên thành tịnh khéo léo, chẳng phải nghĩa tướng năng nhiếp sanh quả khả ái, tránh trí duy chỉ thiện. Hỏi năm sự như vậy bao nhiêu do văn mà thành, cảnh do văn mà thành, bao nhiêu do tư mà thành, cảnh do tư mà thành, bao nhiêu do tu mà thành, cảnh do tu mà thành? Đáp: tướng và phân biệt là ba chủng, là ba chủng cảnh, danh là do văn tư mà thành, là ba chủng cảnh, chân như chỉ là cảnh do tu mà thành, tránh trí là do tu mà thành, là ba chủng cảnh. Hỏi năm sự như vậy bao nhiêu là không, là cảnh không, bao nhiêu là vô nguyện, là cảnh vô nguyện, bao nhiêu là vô tướng, là cảnh vô tướng? Đáp: tướng thông ba chủng cũng là ba chủng cảnh, danh chẳng phải ba chủng là hai chủng cảnh, phân biệt thông ba chủng là hai chủng cảnh, chân như chẳng phải ba chủng là cảnh không vô tướng, tránh trí thông ba chủng là cảnh sở hành không. Nếu không sai biệt thì thuyết chung là không vô nguyện vô tướng, nên biết trong đây thông văn từ tu mà thành tựu làm tánh. Nếu chỉ lấy danh tam ma địa mà tuyên thuyết, nên biết trong đây chỉ do tu mà thành tựu làm tánh, thông thế xuất thế. Nếu chỉ lấy danh giải thoát môn mà tuyên thuyết, nên biết trong đây chỉ có xuất thế gian, lấy do tu mà thành tựu làm tánh. Hỏi năm sự như vậy bao nhiêu tăng thượng giới, bao nhiêu quyến thuộc tăng thượng giới, bao nhiêu tăng thượng tâm sở hành tăng thượng tâm, bao nhiêu tăng thượng tuệ sở hành tăng thượng tuệ? Đáp: tướng là tăng thượng giới, quyến thuộc tăng thượng giới là tăng thượng tâm, tuệ cũng là sở hành tâm tuệ. Danh là quyền thuộc giới, cũng là tăng thượng tâm tuệ, là sở hành tâm tuệ. Phân biệt là tăng thượng tâm tuệ cũng là sở hành tâm tuệ, là quyền thuộc tăng thượng giới. Chân như là sở hành tăng thượng tâm tuệ, chẳng phải ba chủng. Tránh trí là tăng thượng tâm tuệ, cũng sở hành tâm tuệ, là quyền thuộc tăng thượng giới. Hỏi năm sự như vậy, bao nhiêu học, bao nhiêu vô học, bao nhiêu phi học, phi vô học? Đáp: tướng và phân biệt thông ba chủng,
Danh duy chỉ vì học vì vô học, chân như cũng vì học vì vô học. Vì là vô vì vậy, tranh trí trong học và vô học. Hỏi năm sự như vậy bao nhiêu kiến sở đoạn, bao nhiêu tù sở đoạn, bao nhiêu không đoạn. Đáp tướng thông tất cả, danh chỉ tù sở đoạn, phân biệt thông kiến và tù sở đoạn. Chân như là không đoạn, tranh trí cũng chỉ là không đoạn. Hỏi duyên tướng làm cảnh tu bao nhiêu niệm trụ. Đáp 4. Hỏi duyên danh làm cảnh tu bao nhiêu niệm trụ. Đáp 1 là pháp niệm trụ. Hỏi duyên phân biệt làm cảnh tu bao nhiêu niệm trụ. Đáp 3 đó là thọ tâm pháp niệm trụ. Hỏi duyên trần như làm cảnh tu bao nhiêu niệm trụ. Đáp 1 là pháp niệm trụ. Lại tư duy tướng thân là trần như cũng tu hoại duyên pháp niệm trụ. Tướng thọ tâm pháp nên biết cũng vậy. Hỏi duyên tránh trí làm cảnh tu bao nhiêu niệm trụ. Đáp 3 như phân biệt đã thuyết. Hỏi duyên tướng làm cảnh nên nói năng xả pháp ác bất thiện đã sanh chưa sanh, hay nên nói không năng xả chăng? Đáp nên nói vì đoạn tổn phục nên xả, chẳng phải đoạn chuyển vĩnh viễn tùy miền nên xả. Như tướng thì danh phân biệt cũng vậy. Duyên trần như và tranh trí làm cảnh nên nói cũng do đoạn chuyển vĩnh viễn tùy miền nên xả. Hỏi trong năm sự đây tư duy bao nhiêu sự nằm nhập sự tịnh lự định thế gian. Đáp tư duy tướng dành phân biệt hệ buộc dục giới và hệ buộc sơ tịnh lự. Như vậy tư duy tướng dành phân biệt hệ buộc địa dưới và hệ buộc địa nhị tịnh lự địa năng nhập để nhị tịnh lự thế gian. Như vậy tịnh lự vô sắc còn lại như chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Hỏi trong năm sự đây tư duy bao nhiêu sự năng nhập sơ tịnh lự định xuất thế. Đáp tức tư duy tướng dành phân biệt trần như hệ buộc dục giới và hệ buộc sơ tịnh lự địa. Như vậy cho đến vô sở hữu xứ, điều chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Phi tưởng phi phi tưởng xứ bản tánh pháp nghĩ chỉ là thế gian. Hỏi, tướng hệ của phi tưởng phi phi tưởng xứ nên nói là tướng chăng? Đáp, nên nói là tướng vô tướng cũng gọi là tướng vi tế. Hỏi, trong năm sự đề các pháp như tín, lấy gì làm tự tánh, lấy gì làm sở duyên, lấy gì làm tăng thượng mà được gọi là căn? Đáp, lấy phân biệt làm tự tánh, lấy tướng danh làm sở duyên, lấy trần như chánh trí làm tăng thượng mà được gọi là căn. Như tên gọi căn thì tên gọi lực cũng vậy. Hỏi và trong vị nào mà được gọi là lực? Đáp tức tín căn, không có sự lẫn tạp của bất tín. Nếu khi thành tựu pháp không xen tạp, chuyển danh là lực. Như căn và lực, nếu nên biết nếu đắc trì bồ đề gọi là giác trì, đây là giác trì thế gian, lấy phân biệt làm tự tánh. Nếu đường trì bồ đề gọi là giác trì, đây là giác trì xuất thế gian, lấy chánh trí làm tự tánh, chân như làm sở duyên, với giác ngộ an lập đế làm tăng thượng. Lại các đạo trì như chánh kiến, nếu là thế gian thì như trước, nếu là xuất thế gian thì lấy chánh trí làm tự tánh, trừ các giới trì an lập, phi an lập, chân như làm sở duyên, ở nơi sở chứng đắc tất cả lậu tận hiện pháp lạc trú làm tăng thượng. Như các đạo trì thì dấu tích hành, dấu tích pháp, Samatha, Tỷ Bát Xá Na, nên biết cũng vậy. Trong đây dấu tích hành nương độn căn, lợi căn đã được, chưa được hiện pháp lạc trú sai biệt mà kiến lập. Nếu dấu tích pháp nương năng nhậm trì tránh pháp thế tục, thắng nghĩa sai biệt mà kiến lập, tức là do nhậm trì tránh pháp thế tục tăng thượng giới nên kiến lập thứ nhất và thứ hai. Do nhậm trì tránh pháp thắng nghĩa tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ còn lại nên về sau kiến lập thứ ba và thứ tư. Lại do nghĩa không tán loạn ở nơi cảnh sở duyên và nghĩa quan sát kia mà kiến lập Samatha Tỷ Bát Xá Na. Hỏi, nương tướng năng giải thoát và giải thoát hai chủng thô trọng phược nên lập tám giải thoát. Ở trong năm sự đây, lấy gì làm tự tánh, lấy gì làm sở duyên, lấy gì làm tăng thượng? Đáp, lấy chánh trí thế gian xuất thế gian làm tự tánh. Giải thoát thứ nhất và thứ hai, ở trong các sắc lấy tướng hiển sắc và tướng chân như làm sở duyên. Thứ ba, tức ở trong các sắc lấy tướng nhiếp thọ và tướng chân như kia làm sở duyên. Bốn chủng kế mỗi mỗi lấy tự tướng làm sở duyên, cùng chân như kia làm sở duyên, chủng cuối không sở duyên, ở nơi năng dẫn phát tất cả công đức thánh thần thông làm tăng thượng. Lại nói về người tu quán, nơi tướng các sắc và tướng vô sắc bị chỗ chướng của chướng tự tại, vì đoạn trừ chướng đây nên khởi quán hành trong các thắng xứ. Bốn chủng thắng xứ đầu như giải thoát thứ nhất và thứ hai, bốn chủng sau như giải thoát thứ ba. Do ở nơi tướng giác rất khó thắng phục, nên lúc ở nơi sự đầy thắng phục, tức ở nơi tướng vô sắc cũng được tự tại thủ thắng.
lại nói về thắng trì thắng kiến. Đó là các bậc thánh do chánh tác ý tư duy tướng các giác chân như nên được thắng trì kiến, nếu các dị sanh ắt không như vậy. Hỏi, nếu vậy dị sanh sao được gọi là thắng? Đáp, do ba chủng tưởng, nơi sắc tịnh bất tịnh, do tưởng chuyển chuyển chờ đợi nhau, vì chuyển chuyển chờ đợi nhau ở nơi sắc tịnh bất tịnh, do tưởng chuyển chuyển phụ thuộc nhau, vì chuyển chuyển phụ thuộc nhau nên ở nơi sắc tịnh bất tịnh do tưởng một vị thành tịnh. Điều cuối cùng đầy thắng vượt hơn, cả hai là dị sanh và thắng giả, thánh giả đều cùng đắc. Lại mười biến xứ, tướng đầy nên biết do lực sở duyên thắng xứ. Trong đề có sự giải biệt, tức cũng lấy tướng đại chủng làm sở duyên và tướng chân như kia làm sở duyên. Lại tướng không vô biên xứ, thức vô biên xứ làm sở duyên, cùng tướng chân như kia làm sở duyên. Nếu chẳng vậy, do chỗ y nương không biến mãn mà năng y nương chẳng lẽ được thành biến mãn? Bảy tướng kia sở duyên chân như sở duyên cảnh giới cực biến mãn nên được gọi là biến mãn. Do thế lực hai chủng thắng biến mãn khiến các giải thoát cũng được thành tịnh, lại năng dẫn phát tất cả công đức thần thông của bậc thánh.